Cũng như nhiều gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ sáng cuối tuần, anh Huỳnh Trác Siêu đưa con đến Thảo Cầm Viên để vui chơi sau những ngày làm việc, học tập trong tuần. Không gian xanh mát trong lành nơi đây không chỉ giúp mọi người tạm tránh cái nắng nóng, mà những bộ sưu tập động thực vật phong phú của vườn thú còn giúp nhiều người, nhất là các em nhỏ được bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích về thế giới muôn loài. Sau cái đợt dịch này thì mình muốn là tái lập lại cái trạng thái bình thường cho gia đình. Thì mình mới dẫn gia đình đi Thảo Cầm Viên. Một phần nhỏ của gia đình mình là góp phần tái lập cái trạng thái bình thường cho xã hội. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là ngôi nhà của hàng ngàn động thực vật quý hiếm, bao gồm có nguồn gốc Việt Nam lẫn ngoại nhập, nhiều loại có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Em hy vọng là có thể có một cái điểm nào đó mà nó đặc biệt hơn nữa, để khi mà người ta nhắc tới Thảo Cầm Viên, người ta sẽ nghĩ tới cái chỗ đó để thu hút không chỉ là những người ở Sài Gòn mà cả những người ở những nơi khác. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lượng khách và nguồn thu của Thảo Cầm Viên sụt giảm. Tuy nhiên, vườn thú vẫn cố gắng đảm bảo việc chăm sóc, bảo dưỡng thú nuôi, cây xanh và tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ. Chúng tôi nâng cao cái chất lượng về cái giáo dục bảo tồn, giáo dục vườn thú. Đây là công tác mũi nhọn của Thảo Cầm Viên, cũng tăng cường các công tác để phục vụ du khách, làm sao để du khách đến tham quan Thảo Cầm Viên được an toàn và nâng cao các cái dịch vụ của Thảo Cầm Viên. Hè năm nay, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn, học sinh sinh viên còn học đến cuối tháng 7. Một chuyến tham quan vài giờ hay một ngày nơi Thảo Cầm Viên 156 năm tuổi sẽ là một lựa chọn phù hợp với mọi người.